Máy 45cc. Máy này 45cc nha. Máy lớn nhất hiện nay. Rồi, ok. Cầm rồi mới. Vâng, xin chào bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu bạn mẫu sản phẩm mới, đó là mẫu sản phẩm Baza 45cc ha. Đối với mẫu sản phẩm này thì đã được lên full 17 món kim loại ha. Đó, cho nên các bạn nhìn là trước sau nè, tất cả được làm bằng kim loại, cho nên là nhìn xe rất là chắc chắn. Ở đây là phía sau của chúng ta. Đó. Lên kim loại luôn ha. Và máy của chúng ta là máy 45cc, cho nên là tốc độ rất là cao. Ở bên cạnh đó thì cái bộ sản phẩm này sẽ sử dụng cái remote này. Remote này thì 4 kênh, giúp cho các bạn có thể độ lên đèn hoặc là bộ đề hay gì đó. Nói chung là 4 kênh đó. Thì khoảng cách điều khiển có thể 300 đến 500m. Đây, đây là bên ngoài xe chúng ta. Thì bánh trước á, thì bề ngang của nó sẽ nhỏ hơn cái bánh sau nha các bạn. Bánh sau thì bề ngang nó sẽ dày hơn. Dày hơn ha đó. Thì giờ mình sẽ tháo bên trong ra để cho bạn xem bên trong của cái xe này ha. Vâng, và đây là bên trong xe của chúng ta phía trước ha. Servo này nó là servo kim loại, servo lái kim loại nằm ở dưới ha. Còn đây là servo ga. Tiếp theo là những bộ phận này được thiết kế bằng kim loại luôn. Và ở đây thì nó có cái nắp đậy nha các bạn, do là mình tháo ra cho khỏi mất thời gian thôi. Thì ở đây bình thường nó là nhôm nhựa thôi, nhưng mà đối với mẫu sản phẩm này thì lên luôn là nhôm kim loại nha các bạn, nhôm truyền á, bằng kim loại luôn. Đó, các bạn có thể nhìn thấy. Và nếu mà về chơi thì các bạn có thể tra dầu mỡ vô đây ha. Đó, cho nó chạy ngon lành hơn, trơn tru hơn. Đó, phía sau của chúng ta. Và đối với cái mẫu này thì máy 45cc thì cho chúng ta chạy tốc độ rất là cao nha các bạn. Đó, bình thường thì chỉ có 26, 29, 32cc thôi. 36cc cũng có, nhưng mà đối với cái mẫu này thì máy là 45cc. Đó. Về những cái linh kiện kèm theo á, thì nó giống như những mẫu sản phẩm khác ha. Những cái phụ tùng kèm theo thì nó giống như những mẫu sản phẩm khác, cho nên là mình không có giới thiệu trong cái clip này ha. 45cc thì cái phần khung ở trên nè cũng làm bằng kim loại luôn, rất là đẹp. Còn bạn nào mà muốn độ thêm đèn thì chúng ta có thể mua đèn để độ lên cho nó ngầu hơn nữa ha. Thích kính chắn gió thì chúng ta mua kính chắn gió luôn, rất là đẹp. Khá là ngầu. Đó. Thì nói chung cái mẫu 45cc nó khác với mẫu khác là thứ nhất là cái máy ha. Thứ hai đó là cái bộ nhông truyền này được làm bằng kim loại. Cái thứ ba là sẽ được lên full 17 món bằng nhôm trước sau. Cái thứ tư là remote 4 kênh, khoảng cách điều khiển xa 300 đến 500m. Thì mình đã giới thiệu cho bạn một sản phẩm mới. Bạn nào mà thích tốc độ cao và quan tâm cái mẫu sản phẩm kim loại như thế này thì chúng ta có thể truy cập vào website trực tuyến Nga Sinh chứ men ha, và gõ từ khóa là Baza 45cc, hoặc mình có để đường link bên dưới á, vậy các bạn chỉ cần click vào thôi nó sẽ ra cái con xe ngầu như thế này đó. Và các bạn đừng quên like, share và subscribe kênh, thì mình sẽ luôn luôn có nhiều mẫu sản phẩm mới độc đáo thể giới thiệu cho bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.